là mình sao mà có những người khách hàng á hỏi thắc mắc là đang dùng đường xe không chạm nhưng mà đường xe rất là hao. Hôm nay mình sẽ tính cho các bạn. Khách hàng bây giờ đang sử dụng là đa số là điện pet. Khách hàng chú ý là đa số là điện cái pet và có cái điện giống đường xe là điện pet theo một cái lô. Còn cái này đây là pet của pet theo mà mình biết gì đó. Nếu mà chúng ta sử dụng cái này á để xài nước xe công chạm thì rất là hao, vì là bọc ra là rất là nhiều, không được một không đều. Nên là các bạn chú ý là chúng ta dùng công chạm chúng ta sử dụng nhiều cái sản phẩm này. Đây là cô đã cung cấp súng du lịch. Đây chúng ta là cái kit vào trong biết và chúng ta chỉnh các độ này, sau đó nối cái đuôi này, cái đuôi vào đây, ta sẽ nối vào đây, nó sẽ ta sẽ bọc đoạn này đâu, giảm được bọc ra nhiều. Chúng ta sẽ thử đoạn này thấy hình như là xe biết. Và thứ hai là chúng ta nên dùng một tiết cầm tay, bộ này là dùng theo máy vệ xe. Các bạn chú ý là cái này gắn vào máy đi xe nha. Những khách hàng dùng cái này nấu vào máy nén khí chúng ta không xài được, tại vì cái này công tác của nó là phải dùng theo số đuôi xe của áp. Các bạn đấy, đây là đầu máy cần đầu đấu gắn vào dây của xe. Mà chú ý dây không phải lọ này, súng này không phải là súng máy nén khí. Tại tôi Taiko đang cung cấp là hai loại bình, bình là bình cao cấp thì chúng ta không biết về nước xe công chạm, các bạn truy cập website taiko.vn để được xem thêm về các mẫu xe công chạm khác. Đây, các bạn chú ý là khi sử dụng mình tiếp chúng ta đắp sợi súng này và dùng máy đưa xe có áp. Các bạn có hai phương án chọn, mà chọn đều là biết và bên này là có áp hơn. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment phía dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn.